Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của kênh VTC14 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2016, tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thùy Dương. Mở đầu chương trình ngày hôm nay như thường lệ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và tấn công bằng bom liên tiếp xảy ra tại tỉnh Aleppo, Syria. Kỳ thi tiếng sẽ được tổ chức trở lại vào tháng 10 tới dành cho lao động có nguyện vọng đi Hàn Quốc làm việc. Khám phá nơi được gọi là điều hòa trời ở Nghệ An, nơi tránh nắng và phải đắp chăn của hàng trăm người dân vào những ngày oi bức. Vì sao điểm thi môn tiếng Anh ở kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vẫn là thấp nhất trong các môn thi, có rất nhiều điểm dưới trung bình và nhiều điểm liệt ở phần tự luận? Làm sao để việc dạy và học và thi ngoại ngữ ở Việt Nam đạt hiệu quả hơn? Một nghiên cứu của New Zealand cho thấy rượu có thể là thủ phạm dẫn đến 7 loại ung thư, trong đó có ung thư gan, cổ họng, đại tràng và ruột. Hãng tin AP vừa mới đưa tin, các cuộc không kích và tấn công bằng bom liên tiếp đã xảy ra tại tỉnh Aleppo của Syria vào ngày hôm qua 25 tháng 7, khiến cho ít nhất 19 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Các cuộc không kích và tấn công bằng bom thùng đã xảy ra tại các khu vực của quân phiến loạn tại tỉnh Aleppo đã giết chết ít nhất 16 dân thường, trong khi một vụ bắn tên lửa ở khu vực gần các cơ quan chính phủ Syria khiến thêm 3 người khác thiệt mạng. Các cuộc không kích được cho là đã tiến hành bởi các máy bay chiến đấu của Nga từ sáng ngày thứ Hai, đánh vào nhiều khu vực đông dân, trong đó có một khu chợ. Giới chức địa phương cho hay con số thương vong sẽ tiếp tục tăng lên bởi nhiều người hiện vẫn còn bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Truyền thông Ấn Độ vừa mới đưa tin, tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 8 trẻ em thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào hôm qua 25 tháng 7, khi một chiếc xe buýt chở học sinh bị một đoàn tàu đâm trúng tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt ở huyện Bardoli, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Cảnh sát địa phương cho hay vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe của trường Tenderhut ở thị trấn Gosia đang trên đường chở học sinh trong độ tuổi từ 6 tới 14 của 6 ngôi làng ở khu vực đó. Đi qua điểm giao cắt với đường sắt, chiếc xe đã bị đoàn tàu chở khách chạy tuyến Varanasi tới Allahabad đâm trúng. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên, tuy nhiên nhận định ban đầu cho rằng đó là do tài xế xe buýt đã bất cẩn và phớt lờ cảnh báo khi qua giao điểm. Reuters đưa tin cách đây vài giờ, thêm 7 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào cuộc đảo chính gây chấn động vào hôm 15 tháng 7 vừa qua đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vào ngày hôm qua 25 tháng 7. Những vụ bắt giữ liên tiếp này nằm trong chiến dịch mà chính quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan đưa ra để thanh trừng những kẻ dám âm mưu lật đổ đất nước. 7 binh lính đảo chính đã bị cảnh sát bắt giữ gần huyện Maslawit, tỉnh Bukla, Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, những tên này đã tấn công vào khách sạn nơi Tổng thống Erdogan đang ở vào đêm đảo chính ngày 15 tháng 7 vừa qua. Cũng trong ngày hôm qua, 25 tháng 7, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ra lệnh tạm giữ 42 nhà báo. Kể từ sau cuộc đảo chính thất bại cho đến nay, đã có hơn 60.000 người bị chính quyền nhắm mục tiêu, khiến Liên minh châu Âu EU cũng phải lên tiếng cảnh báo. Trước đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng cáo buộc rằng hàng nghìn binh lính tham gia đảo chính bị Thổ Nhĩ Kỳ giam trong chuồng ngựa. Họ bị bỏ đói, trói chặt chân tay, không được chăm sóc y tế và thậm chí là bị hãm hiếp. Hãng tin Reuters vừa mới đưa tin, hôm qua 25 tháng 7, cơ quan y tế Tây Ban Nha đã vừa ghi nhận trường hợp trẻ sơ sinh bị dị tật đầu nhỏ do virus Zika đầu tiên tại quốc gia này, đồng thời cũng là trường hợp đầu tiên tại châu Âu. Trước đó, mẹ của đứa bé đã được cơ quan y tế khu vực Catalonia xác nhận dương tính với virus Zika vào tháng 5 vừa qua, tuy nhiên vẫn kiên quyết giữ lại đứa con trong bụng. Người phụ nữ này đã bị nhiễm virus Zika khi cô đang ở tuần thứ 20 của thai kỳ sau một chuyến đi tới khu vực Mỹ Latin. Các bác sĩ tại bệnh viện Van Heerden ở Barcelona cho biết, ngoài dị tật đầu nhỏ, hiện sức khỏe của đứa trẻ vẫn ổn định.
Trong khi đó, vào hôm qua 25 tháng 7, chính phủ Colombia đã chính thức thông báo chấm dứt đại dịch Zika tại quốc gia này. Hãng tin AFP vừa đưa tin, Đại hội Đảng Dân Chủ Mỹ kéo dài 4 ngày đã vừa chính thức khai mạc tại Philadelphia vào ngày hôm qua 25 tháng 7, trong bối cảnh căng thẳng và làn sóng phản đối của người dân ngày càng gia tăng. Những căng thẳng được dấy lên sau khi trang web Wikileaks tiết lộ gần 20.000 thư điện tử bị rò rỉ từ tài khoản thư tín của 7 thành viên cấp cao Đảng Dân Chủ cho thấy họ đã phối hợp giúp ứng viên Hillary Clinton làm mất uy tín đối thủ của bà là ông Bernie Sanders. Trước đó, thì bà Debbie Wasserman Schultz, Chủ tịch Ủy ban An toàn Quốc gia của Đảng Dân Chủ, đã bị buộc phải rời khỏi chức vụ sau khi Wikileaks tiết lộ những email trên. Hơn 5.000 đại biểu trong số 50.000 người dự trù sẽ đến với đại hội Philadelphia, trong đó có những người ủng hộ ông Sanders tiếp tục biểu tình phản đối việc bà Clinton được đề cử. Một thông tin không thể bỏ qua với những ai có ý định mong muốn đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc trong thời gian tới. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức kỳ thi tiếng Hàn lần thứ 11 cho người lao động theo chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc vào tháng 10 này. Đây là kỳ thi tiếng Hàn dành cho lao động Việt Nam muốn sang Hàn Quốc làm việc, được tổ chức trở lại sau 3 năm Hàn Quốc tạm dừng tổ chức thi tiếng Hàn và tiếp nhận lao động Việt Nam mới sang làm việc, mà chỉ tiếp nhận lao động trung thành, về nước đúng hạn, quay trở lại làm việc. Thời gian và địa điểm tổ chức thi cụ thể sẽ được Trung tâm Lao động Ngoài nước thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, được dán công khai trên bảng thông báo tại các điểm đăng ký dự tuyển, đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động nước ngoài tại địa chỉ colab.gov.vn. Người lao động đăng ký dự thi tiếng phải có đủ các điều kiện sau: từ 18 đến hết 39 tuổi, không có tiền án tiền sự, chưa từng bị trục xuất hoặc buộc phải xuất cảnh khỏi Hàn Quốc, không bị cấm xuất cảnh Việt Nam. Lệ phí đăng ký dự thi là 24 đô la Mỹ, thu bằng số tiền Việt Nam tương đương, là khoản phí duy nhất mà thí sinh phải nộp khi đăng ký dự thi. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Số chứng minh nhân dân này, chúng ta nhìn thấy vào đây ạ. Liên quan đến tình trạng chủ đầu tư cầm cố dự án bất động sản tại ngân hàng khiến nhiều người mua chung cư hoang mang trong suốt thời gian vừa qua. Để bảo vệ quyền lợi cho người mua nhà thì mới đây Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính cho đến ngày 8 tháng 6 trên địa bàn thành phố có 77 dự án nhà ở bị chủ đầu tư mang đi thế chấp ngân hàng. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ tiếp tục rà soát và lập danh sách tình hình các dự án gây xây dựng nhà ở trên địa bàn do chủ đầu tư đang đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, và các cá nhân tổ chức mua nhà trong dự án đăng ký thế chấp tại Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố. Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, để minh bạch thị trường, trách nhiệm của chủ đầu tư là phải thông báo tình trạng pháp lý cho người mua nhà. Người mua nhà phải có trách nhiệm kiểm tra pháp lý dự án trước khi quyết định, hạn chế rủi ro. Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng nhận thế chấp là kiểm tra dự án, thông báo cho các văn phòng đăng ký môi trường, môi giới bất động sản cho người mua nhà biết tình trạng dự án. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra dự thảo quy định về quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và sẽ được áp dụng trong thời gian tới. Đáng chú ý là hải sản có chất cấm sẽ không được vào cảng tiêu thụ. Theo dự thảo, các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không được sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục cho phép, không rõ nguồn gốc. Các tổ chức cá nhân chế biến khi đưa sản phẩm ra thị trường phải có thông tin về xuất xứ sản phẩm. Nếu vi phạm, các tổ chức cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính và bị công khai thông tin trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời, các tàu cá khai thác và các phương tiện giao thông đường thủy thu mua thủy sản trên biển khi đưa hàng thủy sản lên cảng để tiêu thụ phải xuất trình sổ nhật ký khai thác. Trường hợp không có nhật ký khai thác thì chủ phương tiện phải khai báo nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Sở Y tế Hà Nội vừa yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trong ngành khẩn trương báo cáo bằng văn bản kết quả rà soát các hoạt động dịch vụ theo yêu cầu của Bộ Y tế, đồng thời tập hợp số liệu báo cáo về Sở trong tháng 7 năm 2016. Theo đó, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh phải báo cáo các dịch vụ, loại hình đấu thầu, thời hạn hợp đồng đấu thầu, tổng số thu từ hợp đồng kinh tế đã ký, đồng thời công khai niêm yết giá các loại dịch vụ do các tổ chức cá nhân từ bên ngoài cung ứng tại bệnh viện. Các cơ sở y tế để cán bộ y tế, người bệnh và người nhà, người bệnh được biết để tự do lựa chọn.
Thời gian qua, tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, các cơ sở y tế đã triển khai các dịch vụ do tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp như bảo vệ, trông giữ xe, vận chuyển người bệnh cấp cứu. Tuy nhiên, các dịch vụ vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, có dấu hiệu hình thành cơ chế đặc quyền, đặc lợi, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy thuốc và các cơ sở y tế. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 tới đây, người dân Hà Nội có thêm một địa chỉ để mua nông sản an toàn thường xuyên khi Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định tổ chức các phiên chợ nông sản thực phẩm an toàn với tần suất hàng ngày. Theo đó, khu chợ sẽ mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút và bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 cho đến hết năm 2016. Tại khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế thương mại số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đây, các phiên chợ chỉ được tổ chức định kỳ 2 phiên một tháng. Phiên chợ có ý nghĩa giúp người tiêu dùng có thể nhận biết được những địa chỉ xanh, nông sản sạch. Qua 3 phiên tổ chức, phiên chợ nông sản đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng nghìn lượt khách thủ đô. Các sản phẩm bày bán trong phiên chợ là nông sản thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận Việt Gáp, Global Gáp, ASC. Sản phẩm của các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, bao gồm các sản phẩm như rau, củ, hoa quả, thịt, cá, trứng, đồ hộp, hải sản chế biến, bánh kẹo, cà phê, chè, nước trái cây, sữa, nước giải khát. Ngoài việc đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, ban tổ chức còn phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp của thành phố Hà Nội để tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm tất cả các sản phẩm được bày bán ngay tại phiên. Do nạn khai thác tận diệt trong một thời gian dài, nguồn lợi thủy sản ven bờ ở nước ta đã bị sụt giảm đáng kể. Không chấp nhận thực tế đó, một mô hình liên kết tuần tra và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được xây dựng và phát huy hiệu quả khi ngăn chặn được nhiều vụ đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt. Ghi nhận tại vùng đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế. Mỗi ngày 2 lần, các chi hội tổ chức các đội thuyền tuần tra để kịp thời ngăn chặn những hành vi nguy hại đến môi trường như cào lươn, cào hến, sung điện, đánh cá trong phạm vi bảo tồn cấm đánh bắt. Đi vào hoạt động rất kỹ cương nề nếp và có những cái trách nhiệm cộng đồng với cá nhân gắn liền với nhau. Vì vậy mà đạt được những cái thành tích giống như hạn chế bớt các cái nghề hủy diệt môi trường trên đầm phá. Phá Tam Giang vào lúc 4 giờ sáng. Đây là thời điểm của những đối tượng đánh bắt trộm trong khu vực bảo tồn bắt đầu hoạt động. Nhận được tin báo từ ngư dân đang hoạt động gần đó, đội tuần tra lập tức có mặt và xử lý kịp thời, đồng thời giao tang vật cho phía công an xã xử lý. Đây là một nỗ lực rất lớn từ ý thức và trách nhiệm của ngư dân các chi hội nghề cá, dù điều kiện phương tiện còn thiếu thốn. Trong những năm qua thì lực lượng chi hội nghề cá và tổ tự quản thôn 8 Điện Hải thì hoạt động rất là tích cực trong cái vấn đề là bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên vùng đầm phá Tam Giang. Ban công an xã thì phối hợp với chi hội nghề cá và là tổ tự quản thôn 8 thì cũng đã là tuần tra kiểm soát trên vùng đầm phá là xử lý là 10 đối tượng và xử phạt là 27 triệu. Nhận thấy đây là mô hình liên kết bảo vệ nguồn lợi thủy sản hiệu quả, từ phía Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có những đánh giá, ghi nhận và hỗ trợ kịp thời. Định hướng là sẽ hỗ trợ các cái chi hội nghề cá, các cái bộ đàm cầm tay hoặc là các cái cung cấp các cái nhiên liệu để cho tuần tra bảo vệ. Trong cái điều kiện hiện có thì chúng tôi sẽ có kiến nghị đến các cái cơ quan cấp trên để tăng cái khung hình phạt đối với các cái xử lý các hành vi vi phạm nghiêm trọng và thậm chí các cái hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần thì có thể chuyển qua các cái cơ quan công an để mà xử lý vi phạm hình sự. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chỉ thực sự hiệu quả nếu quyền lợi và nghĩa vụ song hành cùng với ngư dân. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ có những giải pháp nhằm hỗ trợ và nhân rộng mô hình liên kết tuần tra bảo vệ môi trường đầm phá đến với cộng đồng. Sự bùng nổ các thiết bị di động thông minh, các ứng dụng giải trí kết nối, chia sẻ trên nền tảng Internet đã khiến nhu cầu sử dụng Internet băng thông rộng trở nên thiết yếu và ngày càng tăng cao. Và tính từ năm 2013 cho đến nay, lượng thuê bao sử dụng Internet cáp quang tại Việt Nam đã tăng khoảng 21 lần với khoảng 4,5 triệu thuê bao.
Theo số liệu thống kê từ Cục Viễn thông, thì tháng 4 năm 2014, cả nước mới có 210.000 thuê bao. Đến tháng 4 năm 2016, con số này đã là 4,5 triệu, gấp 21 lần chỉ sau 3 năm. Theo số liệu thống kê từ Cục Viễn thông tính tới hết tháng 4 năm 2016, Việt Nam hiện có 4,57 triệu thuê bao Internet cáp quang, gấp 1,6 lần lượng thuê bao Internet cáp đồng. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có thêm gần 1 triệu thuê bao mới, tăng 26% so với cuối năm 2015. Độ phủ, số đường băng rộng, hộ gia đình tại Việt Nam đạt 37%, tức là cứ 3 hộ gia đình thì có hơn 1 hộ sử dụng băng thông rộng cố định. Theo các chuyên gia, việc thuê bao Internet cáp quang tăng trưởng nhanh trong thời gian qua sẽ dẫn đến sự cạnh tranh giữa ba nhà mạng lớn nhất Việt Nam hiện nay là FPT, VNPT và Viettel. Đây sẽ là yếu tố quyết định giúp người sử dụng được hưởng dịch vụ chất lượng tốt với giá cả phải chăng trong thời gian tới. Những người ưa thích du lịch thường nói triết lý của khái niệm khám phá sâu. Hiểu theo nghĩa đen thì đây có thể là đi sâu vào những con phố xinh đẹp và cổ kính của châu Âu, hay đơn giản là tiến dần vào lòng đất. Với cách nghĩ đó, các phóng viên trên trang Business Insider đã tập hợp 9 hang động kỳ vĩ nhất thế giới, nơi ánh sáng ban ngày được thay thế bằng đèn pha, nơi được xem là những con đường thiên tạo đưa con người tiến gần hơn vào tâm trái đất. Và trong danh sách đó có hang Sơn Đòn của Việt Nam. Theo trang này thì hang Sơn Đòn đủ cao để chứa một tòa nhà chọc trời 40 tầng và đủ dài để một phần thành phố New York nằm lọt thỏm. Hang Sơn Đòn rộng tới mức bằng một chiếc máy bay 747 có thể thoải mái bay qua. Business Insider nhận định về hang Sơn Đòn trước khi giới thiệu thêm vài thông tin về kỳ quan thiên nhiên này như sau. Hang này nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ở miền Trung Việt Nam, chỉ mới được phát hiện vào năm 2009 và hiện được coi là hang động lớn nhất thế giới. Sơn Đòn sở hữu kích thước thật đáng kinh ngạc, chưa kể tới hệ sinh quyển và thảm thực vật rất riêng tại đây. Thưa quý vị, trong những ngày này thì nhiệt độ ngoài trời ở Nghệ An thường khá cao, nhiều lúc vào khoảng từ 39 đến 40 độ C. Nắng nóng gay gắt là thế, nhưng nhiều người dân ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành có lúc lại phải co ro đắp chăn. Tại sao lại có sự kỳ lạ này? Và để tìm hiểu, nhóm phóng viên của VTC14 đã có mặt tại đây. Động Lèn Cò nằm giữa vùng đồng bằng thuộc xã Đồng Thành, huyện Yên Thành. Diện tích cửa động khá hẹp, rộng khoảng 10 mét, cao khoảng 5 mét, có thể dành cho 20 đến 30 người nằm thưởng thức không khí mát lạnh ở đây. Đi sâu vào trong, nhiều diện tích mặt động được chia ra nhiều khoang và có nhiều nhũ đá rất đẹp. Và nếu mới đến đây thì không chỉ nghỉ ngơi mà còn được thưởng thức những hình thù trông rất kỳ thú. Vào dịp mùa hè này á, thì nhiệt độ nằm tầm khoảng 39 đến 40 độ C. Nhưng mà khi vào ở trong hang này á, thì nhiệt độ sắp chỉ tầm khoảng 15 đến 20 độ, thời tiết rất là mát mẻ dễ chịu. Bọn em là dân ở cạnh đây nên là cứ mỗi buổi trưa mùa hè hôm nào cũng như vậy, tầm khoảng thời gian từ 11 giờ 30 đến 15 giờ thì bọn em thường vào đấy để nghỉ trưa. Ông Hồ Ngọc Thể đến nay đã hơn 80 tuổi nhưng cũng không biết người dân chọn nơi đây làm chỗ nghỉ mát trong những ngày hè oi bức từ bao giờ. Ông chỉ biết rằng vào buổi ban trưa, khi nhiệt độ ngoài trời lên cao, thì vừa vào đến cửa động đã cảm nhận được sự khác biệt. Và dần dần, nó đã trở thành nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Dân ở đây là tức là cứ ăn cơm trưa đồ khoảng 9-10 giờ là được người ở đây với cả. Để đánh ngủ cả rồi. Nhưng mà cũng cảm thấy là một cái nơi đi là một cái nơi an dưỡng mát mẻ nhất cho sự già. Vào những ngày nắng nóng oi bức cùng với gió Lào, nhiều người dân từ già trẻ, gái trai hàng ngày đến cửa động mang theo chăn, chõng, vọng để nằm nghỉ ngơi, hưởng thụ hơi gió mát lạnh từ sâu trong động tỏa ra. Những người vào đây hầu như phải mặc thêm áo và mang theo chăn. Vào trong này nghỉ thì nó rất mát, không khí ở trong này nó chênh lệch rất chứ mà lượng ở ngoài. Vào mọi người vào nghỉ trong này thì thấy rất thoải mái về chỗ khí, không khí mát mẻ với là rất thích. Theo chân những người dân nơi đây, chúng tôi đã tiến sâu vào hang khoảng chừng 50 mét. Thì vào đây thật sự là một cái không gian thật là lý tưởng với nhiệt độ khoảng chừng 20 độ C. Tiếp
Tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là chuyên mục điểm báo với những tin tức đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Mở đầu chuyên mục này là bài viết được phản ánh trên trang 4 báo Lao động. Bài viết phản ánh về tình trạng sau đợt khô hạn và xâm nhập mặn ở Cà Mau, vướng thủ tục nông dân không được nhận tiền hỗ trợ. Trong đợt khô hạn, xâm nhập mặn vừa qua, 52.000 ha tôm nuôi ở Cà Mau bị thiệt hại ước tính trên 300 tỷ đồng. Tỉnh này cũng đã công bố thiên tai cấp độ 2. Dù vậy thì việc hỗ trợ cho người dân khó thực hiện do hầu hết không đăng ký sản xuất theo quy định. Để hỗ trợ thiệt hại sau khi công bố thiên tai, đòi hỏi phải theo đúng quy định. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 điều 4 thông tư 05 VBHN-BTC ngày 9 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính, diện tích nuôi trồng thủy sản phải có xác nhận của chính quyền cấp xã, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và các đơn vị liên quan làm căn cứ thanh toán hỗ trợ. Theo điều kiện này thì Cà Mau không có hộ dân nào được nhận hỗ trợ thiệt hại vì không hộ nuôi tôm nào đăng ký kê khai sản xuất ban đầu. Trước tình trạng trên, tỉnh Cà Mau thống nhất là sẽ du di cho hộ dân không đăng ký kê khai sản xuất ban đầu thì phải có chứng từ khác chứng minh đã có sản xuất, như hóa đơn, chứng từ mua giống, mua thức ăn, có sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở cơ sở và công khai, minh bạch cho người dân. Nếu các hộ dân sản xuất không thực hiện đúng lịch thời vụ được công bố, không tuân thủ đúng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt thì không xem xét hỗ trợ thiệt hại. Thưa quý vị, trong bối cảnh thiếu trầm trọng vốn đầu tư hạ tầng, có được nguồn vốn từ các quốc gia hay vùng lãnh thổ là điều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, không phải nguồn vốn nào chúng ta cũng có thể sử dụng. Và đây là nội dung chính của bài viết trên trang 6, trang 7 báo Thanh Niên với nhan đề Từ chối nguồn vốn nguy hiểm. Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế, nói thẳng rằng không nên vay vốn ODA của Trung Quốc cho bất cứ dự án nào. Theo ông Long thì Việt Nam đang cần vốn để triển khai nhiều dự án hạ tầng đầu tư cho phát triển, nhưng đối với vốn ODA của Trung Quốc thì nhất thiết phải cân nhắc từ chối. Bởi thực tế cho thấy hàng loạt dự án vay vốn ưu đãi của nước này đã trở thành ngược đãi. Trước những bê bối và dưới áp lực của dư luận, đặc biệt là vụ đường ống nước sạch sông Đà lần thứ 18 bị vỡ, hồi tháng 4 vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã xin chính phủ tạm dừng ký kết hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc trong dự án đường ống sông Đà giai đoạn 2 và được chính phủ đồng ý. Nguyên nhân tạm dừng ký hợp đồng là vì những lo ngại về chất lượng đường ống nếu nhà thầu Trung Quốc thi công. Ngoài ra thì những dự án không vay vốn ưu đãi Trung Quốc nhưng do nhà thầu Trung Quốc triển khai cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Chẳng hạn dự án cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, tổng vốn đầu tư khoảng 25.000 tỷ đồng do Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam làm chủ đầu tư. Có 10 gói thầu, trong đó các công ty Trung Quốc ì ạch triển khai chậm tiến độ nhiều năm, hay nhà máy thép Lào Cai được công ty Trung Quốc trúng thầu cũng hứa hoàn thành từ năm này qua năm khác. Đem tiền đầu tư sau nhiều cửa ải đến thế, người dân muốn bỏ tiền ra làm ăn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đây là nhan đề của bài viết được đăng tải trên trang 11 báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Luật doanh nghiệp 2014, luật đầu tư 2014 áp dụng đã một năm, vướng không ít những bất cập và vướng mắc. Giám đốc Ban Pháp chế Ngân hàng SHB Đinh Thị Kim Anh cho hay, theo luật doanh nghiệp mới, con dấu do doanh nghiệp tự khắc. Sau khi tự làm con dấu, doanh nghiệp gửi thông báo mẫu con dấu lên cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 3 ngày sau con dấu có hiệu lực. Quy định này dẫn đến việc doanh nghiệp vẫn phải tiến hành thủ tục hành chính với cơ quan đăng ký kinh doanh, vẫn phải chờ đợi đến gần một tuần cả thời gian đi làm dấu, đăng ký và chờ con dấu có hiệu lực mới hoàn thành xong thủ tục để doanh nghiệp có thể hoạt động. Quy định này tưởng như giải thoát cho doanh nghiệp khỏi những rào cản về thủ tục nhưng thực tế vẫn vướng mắc, doanh nghiệp vẫn phải chạy thủ tục như trước đây. Luật sư Trần Văn Chí, giám đốc công ty luật Fuji Law, nêu thực tế hiện vẫn còn nhiều vướng mắc mà doanh nghiệp hay gặp khi đăng ký kinh doanh đầu tư. Cụ thể là luật doanh nghiệp quy định rõ các loại giấy tờ cần thiết khi đăng ký doanh nghiệp và nghị định 78/2015 quy định thêm cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác. Thế nhưng khi đăng ký thành lập doanh nghiệp với một số ngành nghề kinh doanh thì cần có giấy phép riêng của các bộ chuyên ngành cấp trước đó. Ví dụ đăng ký sản xuất phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp, đăng ký dịch vụ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước cấp. Và từ đó thì ông Chí cũng đề nghị cần phải sửa luật doanh nghiệp theo hướng quy định rõ những trường hợp nào được yêu cầu thêm giấy tờ, yêu cầu thêm loại giấy tờ gì, không thể để tình trạng luật này lại đá luật kia làm vô hiệu luật doanh nghiệp. Tiếp theo sẽ là một bài đăng trên báo Giao thông trang 7 với nhan đề Siết hay buông điều kiện kinh doanh ô tô nhập. Trong khi chờ Bộ Công Thương tập hợp ý kiến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý thông tư 20 trước ngày 30 tháng 7, diễn biến thực tế trên thị trường ô tô cho thấy việc tiếp tục sát nhập hay là siết chặt điều kiện quản lý kinh doanh xe nhập khẩu là cần thiết. Không chỉ các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ băn khoăn, chính các cơ quan quản lý cũng lúng túng trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ở khía cạnh kiến nghị bỏ thông tư 20,
thì VCCI cho rằng văn bản này đã phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp có ủy quyền và không có ủy quyền, qua đó gián tiếp buộc người tiêu dùng chỉ được mua hàng hóa với một lượng doanh nghiệp nhất định, gây hạn chế cạnh tranh, đẩy giá bán xe lên cao khiến cho người tiêu dùng thiệt thòi. Tuy nhiên, diễn biến thực tế trên thị trường thì cho thấy các quy định chặt chẽ về điều kiện kinh doanh xe nhập khẩu không thu hẹp số lượng doanh nghiệp mà giúp thị trường chọn lọc các nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu cả về giá cả, chất lượng dịch vụ. Liên quan đến lo ngại giá xe bị đẩy lên cao, giám đốc một đơn vị nhập khẩu ô tô cung cấp thông tin, thực tế thị trường cho thấy giá nhiều loại xe độc quyền phân phối tại Việt Nam thời gian qua vẫn đang giảm mạnh. Còn trường hợp đơn vị nhập khẩu ô tô không chính hãng có giá bán thấp, đại diện các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng thì cho rằng, ngoài việc không đảm bảo các điều kiện về chất lượng xe, linh kiện phụ tùng cũng như chất lượng dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, giá xe bán rẻ còn có khả năng do đơn vị này gian lận thương mại. Trên trang 7 báo Lao động, nhóm phóng viên báo Lao động đã có loạt bài điều tra và mở đầu là bài viết kỳ 1 về mờ ám kinh doanh động vật hoang dã, bài viết và nhan đề chỉ nói mồm cũng mua được giấy phép buôn bán thú quý hiếm. Giữa thời cả thế giới sôi sục bảo vệ môi trường và hoang thú, Việt Nam cũng đã ký công ước CITES để bảo vệ các loài động thực vật hoang dã nguy cấp từ rất sớm. Người nào muốn mở trang trại, vận chuyển hay nhận nuôi con gì cũng phải xin giấy đăng ký. Đó là một phương pháp quản lý khoa học cần thiết, là quả đấm thép để bảo vệ thiên nhiên hoang dã. Tức là bằng cách nào đó để khi kiểm lâm, cảnh sát môi trường hay lực lượng chức năng đến kiểm tra, thấy con cầy hương, con rùa tiền tỷ hoặc con nhím, con tê tê trong nhà mình thì mình có bảo bối chìa ra để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của chúng. Tuy nhiên thì nhiều chủ trang trại tiết lộ cứ bỏ tiền ra là mua được giấy phép ngay, có giấy rồi muốn mang con vật về là vô tư. Dù thế nào thì rõ ràng là chúng ta đã có một quy trình quá hồng, và đó là nguyên nhân để thiên nhiên Việt Nam cũng như các nước lân cận bị tàn sát qua con đường nhập lậu rồi hợp pháp hóa trước khi bị tàn sát trong các trang trại kiểu như thế này. Nhóm phóng viên cũng phỏng vấn Lê Văn S, một đối tượng chẳng nhận nuôi hay là chăm sóc buôn lậu con gì cả. Anh chỉ làm nghề chạy và buôn bán giấy phép kể trên. Các lái buôn giấy phép này cũng bày cho nhóm phóng viên cách mượn giấy phép từ các trang trại khác về nhốt ở khu mình để báo cáo tăng đàn do sinh đẻ của động vật, rồi mời kiểm lâm đến ghi nhận xong thì trả lại cho trang trại bạn. Hầu hết là họ tiết lộ về phương pháp dùng tiền bôi trơn, việc cấp giấy phép quá cầu thả cho các cá thể động vật tưởng tượng để thả vào các trang trại nằm trên mây. Cũng liên quan tới rừng thì ở Kon Tum hiện có một khu rừng đặc dụng được xem là quý hiếm nhất trên cả nước với nhiều cây gỗ chắc lớn. Khu rừng ấy đã từng chứng kiến sự tấn công điên cuồng của lâm tặc và nhiều kiểm lâm đã phải đổ máu. Báo Tuổi Trẻ trang 18 có bài viết phản ánh về vấn đề này. Cách bảo vệ rừng chắc lạ đời. Rừng chắc Đắc Uy chỉ nằm cách trung tâm thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum vài cây số. Rừng có diện tích 546 ha, sát tuyến quốc lộ 14 dẫn từ huyện Đắc Hà về Đắc Tô trên địa bàn hai xã Đắc Ma và Đắc Brinh. Ông Nai Iriu, giám đốc ban quản lý rừng Đắc Uy cho biết ông là giám đốc trụ lại Đắc Uy được lâu nhất. Trước ông, áp lực khủng khiếp của việc canh rừng gỗ chắc lần lượt các người đứng đầu đã bứt và làm đơn xin luân chuyển qua vị trí khác. Ông Diêu cho biết rừng Đắc Uy trước đây rộng hàng ngàn hecta, giáp các làng của người đồng bào thiểu số. Khu rừng bị xâm hại dần, diện tích bị thu hẹp. Và không thể ngồi yên, tỉnh Kon Tum cử người ra làm việc với Tòa án Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Phó Thủ tướng Chính phủ. Dòng dã nhiều ngày trời, cuối cùng thì đoàn liên ngành tối cao đã đồng ý một hướng xử lý lịch sử. Các đối tượng phá rừng chắc Đắc Uy được đưa vào khung tội hủy hoại rừng, chứ không nhất thiết phải bắt quả tang đủ khối lượng gỗ tăng vật 5 mét thì bị chặt, hạ rồi mới bỏ tù. Vừa rồi cũng là phần điểm báo sáng nay của chúng tôi và chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Vì sao điểm thi môn tiếng Anh ở kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vẫn là thấp nhất trong các môn thi có rất nhiều điểm dưới trung bình và nhiều điểm liệt ở phần tự luận? Làm sao để việc dạy học và thi ngoại ngữ ở Việt Nam đạt hiệu quả hơn? Một nghiên cứu của New Zealand cho thấy rượu có thể là thủ phạm dẫn đến 7 loại ung thư, trong đó có ung thư gan, cổ họng, đại tràng và ruột. Nhà sản xuất bộ phim truyền hình Sherlock Holmes phần 4 tung đoạn video với những cảnh quay hồi hộp và nghẹt thở. Thưa quý vị, theo một thống kê dựa trên kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua thì có đến trên 90% học sinh thi Trung học phổ thông quốc gia bị điểm dưới trung bình môn tiếng Anh. Phổ điểm tập trung cao nhất ở khoảng 2-4 điểm. Và câu hỏi đặt ra là tại sao môn tiếng Anh được dạy khá sớm trong những năm phổ thông mà kết quả thi lại kém như vậy? Đã có nhiều ý kiến chỉ ra nguyên nhân của việc này trong mấy năm qua, nhưng tập trung nhiều ở hai khả năng, hoặc là đề thi quá khó,
hoặc là trình độ môn tiếng Anh của phần lớn thí sinh là quá yếu, chưa đạt mức cơ bản. Vâng, và ngày hôm nay để có thể trao đổi xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã mời đến trường quay một cô giáo còn rất trẻ là cô Nguyễn Khánh Linh. Cô giáo Linh đã từng học chuyên Anh của trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ và là sinh viên của trường Đại học Hà Nội, học thạc sĩ về lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Hiện nay thì cô Linh đang là giáo viên của trường Trung học phổ thông Einstein và một số trung tâm về tiếng cũng như là ôn luyện cho khá nhiều các bạn học sinh thi chuyên Anh và vào lớp 10 hay là thi đại học ạ. Vâng, ngoài ra thì khách mời ngày hôm nay còn có một bạn học sinh, bạn Nguyễn Phương Thúy, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Einstein. Tuy mới lớp 11 nhưng kỹ năng tiếng Anh của Thúy khá tốt, làm bài đọc IELTS có thể đạt được tới 9,6,5. Và hy vọng là chúng ta có thể sẽ có cái nhìn khá sát và thực tế về việc dạy và học tiếng Anh bậc phổ thông ở cả góc độ của người dạy và người học. Vâng, và trước khi chúng ta đến với phần gặp gỡ cũng như trao đổi với hai vị khách mời này thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip phỏng vấn ngắn ngay sau đây. Đào tạo của Việt Nam có thể nó chưa chuẩn quốc tế hay là về hoặc là cách thức để tiếp thu kiến thức của học sinh Việt Nam nó vẫn còn một cách máy móc, không đi thực tế nhiều hay là không trao dồi kinh nghiệm nhiều để có thể phát triển được vốn tiếng Anh của mình. Các bạn em có những bạn từ giữa năm học kỳ là chỉ đạt điểm trung bình tiếng Anh nhưng mà đến lúc thi điểm vừa rồi là 9,25 với cả 8 rất là nhiều. Em nghĩ là do cách học và do nỗ lực của từng người thôi ạ, chứ cũng không phải là do cách dạy hay cách giáo dục sai lệch. Tiếng Anh hơi nhàm chán do chỉ có học nói học ngữ pháp không ạ. Em được bao nhiêu điểm môn tiếng Anh? Em được 3 điểm ạ. Tại sao không được cả tiếng Anh? Em học chuyên khối A nên là em không có thời gian nhiều để học tiếng Anh. Không có hứng thú học tiếng Anh ạ. Tại sao lại không có hứng thú nhỉ? Chắc là tại chương trình phổ thông gọi là học không có hứng thú lắm, trong khó ạ. Chắc là do mỗi người ạ, cho không học được ạ. Em sao? Em là do trình độ không bằng, không theo được ạ. Em được bao nhiêu điểm tiếng Anh? Tiếng Anh em được có 3,5. Nghĩ là nên học nói nhiều hơn đấy ạ. Còn về học viết nhiều hơn ạ. Tập trung ngữ pháp cũng nhiều nhưng mà cần bổ sung thêm hai cái kỹ năng nói và viết ạ. Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt tại trường quay để chúng ta sẽ cùng trao đổi câu chuyện ngày hôm nay. Có thể nói rằng qua những ý kiến của các bạn học sinh trong đoạn clip vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái nguyên nhân dẫn tới việc học tiếng Anh. Có hai nguyên nhân chính có thể nhận thấy, đó là cách dạy không hay, gây nhàm chán từ phía giáo viên và bản thân học sinh thì không coi trọng môn tiếng Anh cho nên là không thích học. Ý kiến của cả hai thì sao ạ? Theo ý kiến của tôi thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc học sinh học tiếng Anh không tốt. Thật ra thì nguyên nhân có thể bắt nguồn từ cả giáo viên lẫn cả học sinh và thậm chí là nguyên nhân có thể bắt nguồn từ môi trường học nữa. Chúng ta không thể nói là nguyên nhân do giáo viên dạy không hay hay là có cách dạy nhàm chán được, bởi vì có rất là nhiều nghiên cứu đã cho thấy là mỗi học sinh thì sẽ có một phương pháp học và một cách tiếp thu kiến thức khác nhau. Nên là chúng ta có thể nói là có trong nhiều trường hợp thì có thể là cách học của học sinh đấy có thể là không phù hợp với cách dạy của giáo viên, và một giáo viên, cách dạy của một giáo viên thì có thể là không đem được lợi ích đồng đều cho tất cả các học sinh ở trong một lớp đông. Còn về phía học sinh thì theo tôi nghĩ là nguyên nhân các em học không tốt thì liên quan đến rất nhiều đến động lực của các em. Có thể đúng là với một số bạn, nhất là các bạn thi các khối mà không liên quan đến ngoại ngữ, thì các bạn sẽ không coi trọng môn tiếng Anh lắm thật, bởi vì đấy không phải là môn mà các bạn muốn thi đại học là chính. Có một số bạn thì chỉ cần đạt qua được một tiêu chuẩn nào đó thôi để các bạn có thể tốt nghiệp thôi. Đấy là lý do vì sao mà môn tiếng Anh không được đặt mục tiêu, không đặt quá quan trọng trong lúc mà các bạn ôn thi. Vâng, đấy là nguyên nhân đến từ cô Khánh Linh. Thế còn em thì sao, Phương Thủy? Dạ vâng, em nghĩ là do cách tiếp thu kiến thức của học sinh bây giờ quá thụ động ạ. Nên là dù giáo viên có giỏi hay là có truyền cảm hứng rất nhiều đi chăng nữa thì học sinh mà không chịu tiếp nhận kiến thức thì dù lượng kiến thức được truyền đạt có cao đi chăng nữa thì lượng kiến thức tiếp thu vẫn sẽ rất là thấp. Vâng, theo cô Nguyễn Khánh Linh thì tại sao không chỉ năm nay mà cả ở kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm ngoái nữa, môn thi tiếng Anh các bạn học sinh lại có kết quả thấp như vậy ạ? Theo ý kiến của tôi thì trong năm nay và năm ngoái, hầu như nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc là điểm thi tiếng Anh thấp là do cấu trúc của đề thi có sự thay đổi so với tất cả những năm trước. Như chúng ta có thể thấy là vào những năm trước,
thì các bạn có hai kỳ thi, một kỳ thi tốt nghiệp và một kỳ thi đại học. Thì với các bạn chỉ cần thi tốt nghiệp để qua được môn tiếng Anh thôi, thì các bạn ấy chỉ cần đạt được một đến mức độ rất là cơ bản để các bạn có thể qua được môn này. Tuy nhiên là với các bạn năm nay thì các bạn ấy có thể là phải mất cố gắng nỗ lực hơn trong kỳ thi tiếng Anh, bởi vì là đây là kỳ thi này là kỳ thi chung, tức là vừa dành cho các bạn thi tốt nghiệp lại vừa dành cho các bạn thi đại học. Vì vậy nên là đề thi sẽ có tính phân loại tương đối cao, và phần dành cho các bạn thi tốt nghiệp có thể là chỉ ở mức là dưới 5 điểm thôi. Vâng. Nhưng mà nếu nói đến cái sự thay đổi trong cách tổ chức thi do hai kỳ thi gộp lại là một, thì riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng cũng không hẳn lắm, bởi vì cái việc thay đổi này nó không chỉ tác động đến môn tiếng Anh mà còn rất nhiều những môn khác như là toán hay là ngữ văn ạ. Đúng là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn lại là về môn toán và ngữ văn là hai môn rất là quen thuộc với các bạn học sinh. Các bạn thì đã từng có cơ hội để trải qua hai môn toán và văn trong kỳ thi chung khi mà các bạn thi vào lớp 10. Vì vậy nên là dù sao đi nữa thì các bạn cũng có nhiều thời gian hơn và có nhiều trải nghiệm hơn với hai môn này. Và thêm nữa là nếu mà nói về ngôn ngữ thì môn văn đối với các bạn là tiếng mẹ đẻ, nên là bao giờ các bạn sẽ cảm thấy nó thân thuộc hơn. Và dù sao đi nữa thì cách diễn đạt trong môn văn bằng tiếng mẹ đẻ thì bao giờ cũng dễ hơn là cách diễn đạt trong môn tiếng Anh. Nên là năm nay trong đề thi lại có phần tự luận, thì không phải bạn nào cũng có thể viết được một bài văn hay là viết được một đoạn văn bằng tiếng Anh một cách dễ dàng. Nhà xin hỏi Phương Thúy một câu hỏi, đó là em có nghĩ rằng nguyên nhân mà tức là cái việc dẫn đến điểm thi tiếng Anh thấp hơn với các điểm môn toán hay văn là do cách học môn tiếng Anh khác với những môn này hay không? Dạ vâng, em nghĩ là có ạ, bởi vì học môn tiếng Anh chúng ta cần tinh thần tự giác cao hơn so với hai môn kia, và vì nếu không có đam mê và sở thích đối với môn này thì khó thể học được, như vì đây là một ngôn ngữ mới đối với các bạn. Nên vì em nghĩ là do chủ yếu vẫn là tinh thần tự giác thôi, bởi vì cách viết đoạn đã được học từ lớp 4, như em được học ở một tiểu học nên... Cảm ơn em. Xin được hỏi cô giáo thêm một câu hỏi nữa là chúng ta cũng thừa nhận rằng là cái việc thay đổi cách ra đề là một trong số những nguyên nhân tác động tới điểm thi. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng là việc điểm tiếng Anh kém là do phần lớn học sinh Việt học tiếng Anh không tốt. Cô giáo đã từng học chuyên Anh, bây giờ là đang tiếp tục với công việc dạy của mình, thì cô có nghĩ rằng đó là nguyên nhân chính dẫn tới việc điểm tiếng Anh thấp không? Theo tôi nghĩ thì về việc học sinh Việt Nam học tiếng Anh không tốt, thật ra thì chúng ta cũng sẽ cần có một nghiên cứu và cần những con số cụ thể để chứng minh được việc đó. Tuy nhiên là ở trong môi trường mà tôi có tiếp xúc thì tôi cũng có thể nhận thấy là các bạn học tiếng Anh không phải là quá tốt, và thường là các bạn có thể là học tốt về ngữ pháp hay từ vựng, có thể là một chút là đọc nữa, thế nhưng mà có thể là các bạn sẽ không tốt về khả năng nghe nói. Có nghĩa là với 4 kỹ năng của một ngoại ngữ là nghe nói đọc viết thì các bạn mới được một nửa. Vâng, vậy làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện được tình trạng này ạ? Có một ý kiến cho rằng là tiếng Anh chỉ là một công cụ mà thôi. Một số ngành nghề thì khi mà ra trường không cần tiếng Anh thì họ vẫn cho một cái thu nhập rất là cao. Và có một ý kiến khác để cho rằng là vừa học tiếng Anh đối với những em học sinh mà không có điều kiện ở những cái vùng sâu vùng xa thì không có điều kiện tiếp cận nhiều với việc học tiếng Anh cũng như là cập nhật các thông tin từ tiếng Anh. Vậy chính vì vậy mà đã khiến cho các em là học tiếng Anh thì không tốt. Vậy thì cả hai có đồng ý với những suy nghĩ này không ạ? Phương Thúy, dạ. Em có đồng ý với ý kiến này không? Dạ, em đồng ý rằng tiếng Anh là một công cụ và nó rất thiết yếu trong việc trong về sau này, vì khi làm việc chúng ta, khi đi xin việc chúng ta cần một hồ sơ đẹp, và tiếng Anh sẽ cải thiện điều đó rất là nhiều ạ. Và trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế như hiện nay thì tiếng Anh là một ngôn ngữ chung của nhiều nước trên thế giới ạ, được sử dụng rất phổ biến. Nên bây giờ nhiều doanh nghiệp lớn yêu cầu chúng ta phải có đạt tới một trình độ tiếng Anh nhất định. Và em nghĩ rằng ở những vùng sâu vùng xa thì nếu mình có quyết tâm học rồi thì việc học không phải một vấn đề, mình có thể học qua sách báo cũ hoặc là học qua những từ điển giấy cũ, bởi vì mình đã có quyết tâm rồi, mình không nên đặt nặng vào hoàn cảnh. Còn chị thì sao?
Tôi thì tôi thấy là đồng ý với ý kiến là tiếng Anh là một công cụ. Thật ra tiếng Anh mình không nên coi tiếng Anh là một môn học hay là một sự bắt buộc. Mình nên coi nó là một công cụ, hay chính xác là một cơ hội cho chúng ta, để chúng ta có thể có nhiều cơ hội hơn ở trong tương lai, có nhiều cơ hội tiếp xúc với các cái nền văn hóa khác nhau, có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những cơ hội học tập ở trên thế giới và mở mang được kiến thức rộng hơn. Và thêm nữa, đấy cũng chính là, giống như bạn Thùy đã nói, đấy cũng chính là một cơ hội cho chúng ta để chúng ta có thể có được một công việc tốt hơn ở trong tương lai. Bởi vì bây giờ thì rất nhiều công ty, đặc biệt là các công ty nước ngoài, họ đều có yêu cầu đầu vào là tiếng Anh và thường là những chứng chỉ quốc tế. Thế nên là tiếng Anh bây giờ sẽ là một công cụ rất hữu hiệu cho các bạn để các bạn có thể thành công được trong tương lai. Vâng, và với cô giáo Khánh Tinh thì vậy lời khuyên nào cho mỗi chúng ta để có thể trong cái việc dạy học tiếng Anh được tốt hơn? Theo tôi thì bởi vì việc tiếng Anh, học tiếng Anh được ảnh hưởng với rất nhiều yếu tố, kể cả về người dạy và người học và thậm chí là cả môi trường. Nhưng mà với ý kiến cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng muốn học tiếng Anh tốt thì điều quan trọng là chúng ta phải có động lực. Và động lực đấy bắt nguồn từ bản thân của mỗi học sinh. Nếu bạn cần cảm thấy là môn học này cần cho bạn, nó hữu hiệu cho bạn trong tương lai và nó sẽ mở ra cho bạn nhiều chân trời mới, thì bạn sẽ muốn học nó bởi vì bạn có mục đích rõ ràng. Nên là tôi nghĩ là thứ nhất là chúng ta cần động lực, và thứ hai chúng ta cần mục đích. Thứ ba, liên quan đến người dạy, thì người dạy không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà người dạy nên là người truyền đạt nguồn cảm hứng cho học sinh. Ở đây chúng ta có thể nói cụ thể là giáo viên thì sẽ không những là người dạy học mà nên là người truyền đạt được cảm hứng cho học sinh, để cho học sinh cảm thấy yêu thích về môn đấy. Thì đấy chính là một trong những cách mà chúng ta có thể giúp các bạn có thể học môn tiếng Anh này tốt hơn. Vâng, xin cảm ơn cô giáo Khánh Linh và xin cảm ơn em Hương Thúy đã có một cái câu chuyện và cuộc trò chuyện rất là hữu ích với các quý vị khán giả của chương trình Cuộc Sống 24 giờ. Xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị, ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin và sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và tuyên thệ sau khi nhậm chức. Được giới thiệu cho vị trí này là ông Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó, nữ chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam, Nguyễn Thị Kim Ngân, đã tái đắc cử và tuyên thệ nhậm chức. Ông Trần Đại Quang tái đắc cử vị trí chủ tịch nước. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng bến xe Lương Yên được phép hoạt động. Sau ngày này, toàn bộ các chuyến xe ở đây sẽ phải di chuyển đi các bến khác. Cụ thể, bến xe nước ngầm sẽ tiếp nhận 162 lượt xe một ngày, bến xe Gia Lâm tiếp nhận 133 lượt xe một ngày, bến xe Yên Nghĩa tiếp nhận 51 lượt xe một ngày. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Kỳ, sinh năm 1970, trú tại xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội, về hai tội giết người, cướp tài sản. Kỳ chính là kẻ đã gây ra vụ trọng án làm chết hai người trong một gia đình ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, xảy ra hồi cuối năm 2015. Ngày hôm nay, đêm hoạt hình ngắn sẽ diễn ra tại Viện Goethe, Hà Nội. Những bộ phim được lựa chọn là những bộ phim nước ngoài đã có tên tuổi nhất định và có thể phần nào mang đến đôi chút về thế giới đầy phong phú của phim hoạt hình. Một số phim có thể nói đến như Truyền thuyết về gã linh cừu đáng thương, Opera là gì hở bác, Con linh vật và nhiều bộ phim khác. Các nhà khoa học New Zealand vừa đưa ra những bằng chứng mạnh mẽ cho thấy rằng rượu là một nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều loại ung thư. Và từ năm 2012 cho tới nay thì rượu bị cho là gây ra khoảng 500.000 ca tử vong do ung thư, tương đương với 5,8% trường hợp chết vì ung thư trên toàn thế giới. Theo nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Edition của bà Jenny Connor thuộc Đại học Otago, New Zealand, rượu là nguyên nhân trực tiếp gây ra 7 loại ung thư, và dù uống ở mức ít hay vừa phải, người uống vẫn phải đối mặt với nguy cơ này. Nghiên cứu mới khẳng định tới nay đã có đủ bằng chứng tin cậy để kết luận rằng uống rượu là nguyên nhân trực tiếp gây 7 loại ung thư. Nó cũng cung cấp thêm chứng cứ khác bổ sung vào các nghiên cứu trong những năm qua đã khẳng định rượu có liên quan tới các bệnh ung thư vú, ruột kết, gan và các dạng khác. Có chứng cứ rõ ràng cho thấy rượu gây ung thư ở 7 khu vực trong cơ thể người và có thể ở cả những khu vực khác nữa. Ngay cả khi không hiểu về cơ chế sinh học của vấn đề, tức là rượu gây ung thư như thế nào, thì các bằng chứng về dịch tễ học cũng có thể ủng hộ cho kết luận rằng rượu gây ung thư vòm họng, thanh quản, thực quản, gan, ruột kết, trực tràng và vú.
Bà Conner nói thêm, ngày càng có nhiều bằng chứng hơn cũng cho thấy rượu còn có khả năng gây ung thư da, ung thư tuyến tiền liệt và tuyến tụy. Cũng theo chuyên gia này, nguy cơ ung thư có tỷ lệ tương ứng với lượng rượu uống vào cơ thể. Các chuyên gia sức khỏe khác ủng hộ kết quả nghiên cứu này và kêu gọi Bộ trưởng Y tế các nước cần khởi xướng thêm nhiều chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của rượu, đặc biệt những người chưa hiểu hoặc phớt lờ mối liên hệ giữa rượu và bệnh ung thư. Loài phong lan ma được coi là một trong những loài phong lan hiếm nhất trên thế giới. Thậm chí nhiều nhà khoa học còn từng cho rằng loài phong lan quý hiếm này đã bị tuyệt chủng từ hơn 20 năm trước đây. Hiện nay thì loài phong lan quý hiếm này chỉ được tìm thấy ở trong các khu rừng ở Cuba hay là Florida và đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Theo đó thì các nhà nghiên cứu hoa lan ở Florida của Mỹ đang nỗ lực tìm cách khôi phục giống hoa lan ma này. Theo các nhà khoa học, đã từng là một loài hoa xuất hiện rất nhiều ở vùng Everglades, Florida. Tuy nhiên hiện nay, quần thể loài hoa lan có tên khoa học Dendrophyllax lindeneyi chỉ còn chưa tới 2.000 cá thể, trong khi số lượng giống hoa này ở Cuba cũng còn rất ít. Đô thị hóa, ô nhiễm thuốc trừ sâu, nạn săn trộm và buôn bán bất hợp pháp là những nguyên nhân hàng đầu khiến loài hoa này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Theo những gì chúng tôi theo dõi trong suốt khoảng 15 năm qua, mối đe dọa lớn nhất đối với loài phong lan ma chính là nạn săn trộm và buôn bán bất hợp pháp, bởi loài hoa này rất quý hiếm nên món lợi có thể kiếm được cũng khá hấp dẫn những kẻ săn trộm. Theo đó, để có thể bảo tồn giống hoa quý này, các nhà nghiên cứu Florida đã phải đi sâu vào những cánh rừng ngập nước để tìm kiếm những cá thể còn sót lại và nhân giống. Đặc biệt, loài phong lan ma này cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi, dù là nhỏ nhất từ môi trường sống. Do đó, tôi nghĩ rằng việc nghiên cứu môi trường sống phù hợp và cách thức phát triển của nó sẽ tạo nền tảng tốt cho việc bảo tồn giống hoa này. Chỉ từ đầu năm đến nay, các nhà nghiên cứu đã nhân giống thêm được 160 gốc phong lan ma. Năm ngoái, con số này là 80 gốc. Nó được gọi là hoa ma bởi chúng có thể sống dưới lòng đất nhiều năm và chỉ nở hoa khi hội tụ tất cả các điều kiện. Điều đó lý giải tại sao những người chơi lan chỉ mong một lần trong đời được nhìn thấy loài hoa này nở. Loài hoa này tỏa ra mùi hương và nở vào tháng 6 đến tháng 8 trong năm. Triều Tiên vừa mở cửa vườn thú và bảo tàng tự nhiên trung tâm ở thủ đô Pyongyang, mang đến cho người dân cơ hội được tìm hiểu về các thời kỳ tiến hóa khác nhau của các loài sinh vật trên trái đất. Thông tin này được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải. Trong đoạn video do KCNA cung cấp cho hãng thông tấn Anh Reuters, nhiều quan chức và đông đảo người dân Triều Tiên đã tham gia vào buổi lễ khai trương vườn thú và bảo tàng tự nhiên trung tâm. Không ít du khách nước ngoài cũng có mặt tại bảo tàng mới mở cửa để tham quan và chụp ảnh. Thật tráng lệ và tuyệt vời. Tôi không có từ nào để diễn tả được. Bảo tàng này thể hiện tình yêu của các nhà lãnh đạo Triều Tiên đối với người dân đất nước. Theo KCNA, bảo tàng tự nhiên trung tâm rộng 35.000 m² với nhiều quần thể khác nhau, chẳng hạn quần thể tự nhiên thời kỳ đại cổ sinh, thời kỳ đại tân sinh và còn có cả thư viện điện tử về các loài động thực vật. Trong khi đó, vườn thú trung tâm có 40 chuồng, nuôi giữ nhiều loài động vật khác nhau như bò sát, khỉ, voi, hươu cao cổ, ngựa. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày thì đôi khi chúng ta vẫn có những sự sai sót và nhầm lẫn. Tuy nhiên, có những nhầm lẫn như là nhầm tên nước lại trở thành một vấn đề nghiêm trọng vì có thể ảnh hưởng đến cả một quốc gia. Và thậm chí nhiều người còn cho rằng sự nhầm lẫn đó là một sự thiếu tôn trọng. Giống như những người dân ở Colombia, việc luôn bị gọi nhầm tên nước thành Colombia khiến cho nhiều người cảm thấy thật sự phẫn nộ. Việc nhầm tên Colombia thành Colombia đã trở nên khá phổ biến với rất nhiều người nước ngoài. Điều này đã khiến cho nhiều người Colombia cảm thấy thiếu được tôn trọng. Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ của người Colombia thực sự nổi lên khi mới đây, Adidas, nhà tài trợ áo đấu của đội tuyển quốc gia Colombia tại giải vô địch Copa America, đã viết nhầm tên Colombia thành Colombia trên những tấm áp phích quảng cáo. Điều đáng nói là những áp phích đó lại xuất hiện với tần suất lớn trên các phương tiện truyền thông, cũng như được đặt tại những vị trí đẹp ở nhiều thành phố lớn. Dù hãng Adidas đã nhanh chóng thay thế các tấm áp phích, cũng như gửi lời xin lỗi tới đất nước Colombia, nhưng điều đó chưa đủ để làm giảm đi sự phẫn nộ của người dân.
Sự nhầm lẫn tên này đã xảy ra từ rất lâu trước đây. Lúc đầu chúng tôi chỉ coi đó là một sự nhầm lẫn hài hước. Nhưng về sau, sự nhầm lẫn này ngày càng tăng và chúng tôi thắc mắc tại sao mọi người cứ lặp lại nhầm lẫn đơn giản này. Điều này khiến cho chúng tôi cảm thấy thực sự không thoải mái, nếu chưa muốn nói là khá bực mình. Do đó, một chiến dịch mang tên là Colombia không phải Colombia đã được những người dân nước này phát động như một nỗ lực xóa bỏ đi sự nhầm lẫn này. Kể từ khi được phát động, chiến dịch đã thu hút hàng triệu người ủng hộ, không chỉ là in khẩu hiệu trên những vật dụng như cốc uống nước, áo phông, mà thậm chí là nhiều cuốn sách về chiến dịch này cũng đã được xuất bản. Đối với những ai là fan hâm mộ của bộ phim phép thuật Harry Potter thì chắc chắn sẽ có những ấn tượng sâu sắc với hình ảnh những phù thủy cưỡi chổi bay lượn trên bầu trời. Nhưng giờ đây hình ảnh cưỡi chổi đã không còn chỉ xuất hiện trong phim nữa mà đã trở thành một nét khá độc đáo của một giải vô địch cưỡi chổi ném bóng đặc biệt ở Đức. Đối với nhiều người, có lẽ cưỡi chổi ném bóng là một môn thể thao trong tưởng tượng. Nhưng tại Frankfurt, Đức, đây lại là một giải vô địch thế giới khá nổi tiếng. Tại giải vô địch cưỡi chổi ném bóng mang tên Quyết Đích, các cầu thủ sẽ phải vừa cưỡi chổi, vừa cố gắng cầm quả bóng ném được vào các vòng tròn trên sân, trong khi phải giữ một cây gậy được kẹp giữa hai chân giống như cưỡi chổi. Quyết Đích là một giải đấu rất hấp dẫn nên thu hút khá nhiều đội tuyển trên toàn thế giới tới tham dự. Không chỉ vậy, nó còn thu hút tất cả những khán giả là fan hâm mộ của Harry Potter tới theo dõi các trận đấu khá đặc biệt này. Bạn có thể thấy đấy, môn thể thao này rất khác biệt so với các môn khác. Không chỉ vậy, nó còn luôn mang tới cho mọi người niềm vui, tiếng cười và tâm trạng rất thoải mái. Giải vô địch Quidditch được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005 bởi các sinh viên Mỹ tại trường đại học Middlebury ở Vermont. Với sự độc đáo và hấp dẫn của mình, kể từ đó môn thể thao này đã trở nên phổ biến và lan rộng ra toàn thế giới. Hiện thế giới có tổng cộng khoảng 700 đội bóng đặc biệt này và phần lớn tập trung ở các trường đại học cao đẳng ở Mỹ. Văn hóa dân gian luôn được xem là một nét bản sắc văn hóa dân tộc riêng của mỗi quốc gia. Và cứ tới khoảng thời gian này hàng năm, hàng nghìn người lại đổ xô tới tham dự lễ hội văn hóa dân gian châu Âu độc đáo để có cơ hội chiêm ngưỡng những bộ trang phục truyền thống cũng như những điệu múa dân gian mà các quốc gia mang tới cho lễ hội này. Năm nay, khoảng 5.000 người trên khắp châu Âu đã tập trung về Bỉ để có cơ hội tham gia lễ hội văn hóa dân gian châu Âu 2016 Europeat kéo dài trong 45 ngày. Hàng trăm bộ trang phục truyền thống đầy màu sắc cũng như các điệu múa dân gian đẹp mắt đến từ 250 vùng trên toàn châu Âu đã được góp mặt tại lễ hội năm nay. Đối với tôi, các trang phục truyền thống của các vùng khác nhau luôn mang những nét đẹp riêng độc đáo và chúng tôi muốn phát triển những nét độc đáo này cũng như giới thiệu tới mọi người. Những trang phục và điệu múa dân gian sẽ khiến mọi người cảm thấy yêu đất nước hơn cũng như thể hiện bản sắc dân tộc của mỗi quốc gia. Tôi cảm thấy việc bảo tồn những nét văn hóa dân tộc là điều vô cùng quan trọng. Nếu không biết được văn hóa của nước mình, thì cũng có nghĩa là chính bạn đang đánh mất đi bản sắc dân tộc của mình. Các nhà tổ chức lễ hội luôn hy vọng Europeat là dịp để người dân châu Âu hiểu được về văn hóa, cũng như tầm quan trọng của văn hóa dân gian, đồng thời là dịp để thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị và thống nhất giữa các nước châu Âu. Năm sau, lễ hội văn hóa dân gian châu Âu sẽ được tổ chức tại đất nước Phần Lan. Đã từ rất lâu, Sherlock Holmes luôn là cái tên vô cùng thu hút đối với rất nhiều người bởi các chuyến phiêu lưu phá án của vị thám tử lừng danh này. Sau 3 phần phim thu hút hàng triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới thì mới đây, nhà sản xuất bộ phim truyền hình Sherlock Holmes phần 4 đã tung ra đoạn teaser trailer với những cảnh quay phá án hồi hộp và nghẹt thở. Hình ảnh rất là thú vị trong đoạn trailer vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cuộc Sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.